Sau 3 ngày học cùng với thầy và các anh chị ấy thì mình cảm thấy rằng là cái điều khác biệt ở thầy ấy đó là thầy rất là gần gũi ấy. Thầy rất là gần gũi, thầy rất là bình dị và những cái ngôn từ, những cái kiến thức mà thầy đưa ra nó rất là dễ hiểu và dễ áp dụng. Trước khi tham gia cái chương trình Chuyển hóa Tâm thức của thầy Tuấn thì bản thân mình cũng đang loay hoay đi trả lời một vài cái câu hỏi rằng là cái thế mạnh của mình là gì, và mình đến với cái cuộc đời này, ý nghĩa cuộc đời của mình là gì, và mình cứ đi loay hoay và mình rất là mệt mỏi về vấn đề này. Trong khi mình làm kinh doanh nhưng mà mình cảm thấy mình không có hạnh phúc. Sau khi tham gia chương trình được 3 ngày cùng với thầy và các anh chị thì bản thân mình cũng đã tìm được cái ý nghĩa trong cuộc đời này, mình đến cái cuộc đời này mình là ai và mình sẽ làm những cái gì và đích đến của mình trong cuộc sống này là ai. Và mình cảm thấy nó rất là rõ ràng và nó không còn phải mông lung, không còn phải bất an nữa, và mình tìm được cái niềm vui trong cuộc sống của mình cũng như là trong cái công việc kinh doanh của mình. Bản thân tôi đi học rất là nhiều cái chương trình và thực sự rằng là mình cũng không có theo dõi và biết nhiều về thầy Tuấn, chỉ xem thầy qua một vài video thôi. Và lúc đầu thực sự là mình cũng chưa có cái cảm tình gì với thầy, nhưng mà sau 3 ngày học cùng với thầy và các anh chị ấy thì mình cảm thấy rằng là cái điều khác biệt ở thầy ấy đó là thầy rất là gần gũi ấy. Thầy rất là gần gũi, thầy rất là bình dị và những cái ngôn từ, những cái kiến thức mà thầy đưa ra nó rất là dễ hiểu và dễ áp dụng. Mình rất là mong muốn rằng là cái khóa học này của thầy sẽ chạm đến và biết đến nhiều các anh chị hơn nữa, vì mình biết là ở ngoài kia cũng rất là nhiều người đang gặp khó khăn và loay hoay giống như mình. Thực sự rằng là khi mà tham gia cái khóa học Chuyển hóa Tâm thức này ấy, thì mình đã quyết định là mình sẽ đăng ký nhiều cái khóa học thêm nữa ở thầy để giúp cho cái công việc cũng như là cái doanh nghiệp của mình phát triển trong thời gian sắp tới. Liên hệ ngay Học viện CEO Miền Nam, hotline 0842 424466.